Bài tập tiếp theo chúng ta tìm hiểu là nhập sức mảng hai chiều. Mình đã tìm hiểu xong cái nhập sức và tính toán trên mảng một chiều thì mình sẽ tiếp tục với bài tiếp theo là nhập sức trên mảng hai chiều. Thì ở đây mình nhập sức cái mảng hai chiều có n dòng và m cột. Thì đầu tiên mình khai báo một cái mảng số nguyên hai chiều có mắt dòng và mắt cột. A mắt mắt rồi. Thì để nhập ma trận có n dòng và n cột thì mình khai báo thêm biến n và m. Thì tiến hành đầu tiên là thông báo là nhập vào n. Nhập n bằng, thì chúng ta là thực hiện cái lệnh ken đó, scanf phần trăm d. Phải địa chỉ của n. Tiếp tục là chúng ta nhập vào giá trị của m và mình ken vào là m vào ken địa chỉ của m. Ta tiến hành là nhập ma trận có n dòng và n cột, m cột. Thì mình tiến hành thực hiện hai dòng for. Nhất là ini từ 0 y nhỏ hơn n y cộng cộng. Tiếp tục là mình dòng lập thứ hai là in z chạy từ 0 z nhỏ hơn m z cộng cộng. Thì tiến hành là mình kêu người ta nhập vào, mình sẽ thấy ra cái thông báo là nhập cái AEC A phần trăm D. Trăm D. Bằng EC. Sau đó là các em thực hiện cái lệnh là scanf phần trăm d địa chỉ của AEC. Rồi, sau đó mình đã qua hai vòng lập thì mình nhập được là cái ma trận có n dòng và m cột. Rồi tiến hành mình xuất dữ liệu ra, mình đi xuất ma trận ra, xuất ma trận. Thì tương tự như vậy, để xuất cái ma trận này thì chúng ta sử dụng hai vòng lập, ta xuất nó ra thì AEC
mình xuất theo dòng ha, mỗi dòng như vậy là mình cho một cái tab, hết một cái dòng thì mình cho một cái tab. Hết một cái dòng ở một cái dòng thì mình cho một cái tab ở trong đây, phần trăm d xuyệt t xuất ra y phẩy z a y z. Rồi mỗi một cái dòng thì mình cho nó xuống hàng cái. Để cho mình thấy thôi, chủ yếu là mình thấy được cái dòng cột như thế nào. Green F cái xuyệt N là cho nó xuống dòng. Rồi tiến hành mình điểm mình chạy đây, lỗi gì đây, in main 2 chấm. Rồi thiếu dấu phẩy đây nha các em. Rồi mình nhập vào ma trận có 3 dòng và 2 cột. Đầu tiên nhập A0 nè, 1, 2, 3, 4, 5. Mình chia lại ha. Nhập là 3 dòng và 2 cột, 1, 2, 3, 4, 4. Thì ta xuất ra cái ma trận của ta. Để chỉnh cho đẹp chút xíu thì các em cho công thông báo green. Mãn vừa nhập là xuyệt N. Ghi cho phải ha. Nhập 3 dòng 3 cột, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì mình xuất ra theo dạng dòng cột để mình thấy cái giá trị của từng dòng và từng cột. Đây là một trong những bài toán nhập xuất cơ bản của mảng hai chiều. Chúng ta thực hành lập trình cái mảng hai chiều nhập xuất vào trên máy tính của mình.